Ngày 10 tháng 11, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với dân làng Sa Nang, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku tỉnh Sa Lai. Cùng dự ngày hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu An Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sa Lai Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương và địa phương. Làng Sa hai có 225 hộ với 1091 khẩu trong đó có 219 hộ là đồng bào dân tộc Gia Rai, chiếm tỷ lệ 97,33%. Năm 2019, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, Gia Neng được công nhận là làng du lịch cộng đồng. Hiện nay, làng được chọn làm điểm trong việc xây dựng mô hình làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân làng Gia Neng đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân trong làng ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm theo từng năm. Đến nay, làng không còn hộ nghèo, còn 4 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 50% so với năm 2023. Hiện làng Gia Neng có một chi bộ với 15 đảng viên. Làng đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, để thay đổi nếp nghĩ cách làm, bỏ dần những hủ tục tập quán lạc hậu, tăng cường công tác phổ biến kiến thức, cách thức áp dụng khoa học kỹ thuật cho người dân phục vụ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều hộ gia đình trong làng đã biết áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thành hộ giàu, hộ khá. Các tuyến đường trong làng, nhà văn hóa, khu thể thao thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Làng luôn giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân trong làng luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần, cảnh sát, sẵn sàng tố giác tội phạm. Bày tỏ vui mừng và vấn khởi về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Gia Neng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi tới các đại biểu tham dự ngày hội, toàn thể bà con nhân dân làng Gia Neng, lời chào thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đồng thời ghi nhận đánh giá cao những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội mà cán bộ nhân dân làng Gia Nang đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp tỉnh Gia Lai nói chung và cán bộ nhân dân làng Gia Neng nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, đưa Sa Neng trở thành một điểm sáng du lịch cộng đồng, thu hút du khách, qua đó nâng cao thu nhập đời sống cho người dân. Đồng thời tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, vận động huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống cũng như bản sắc văn hóa của đồng bào, nâng cao chất lượng vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, đời sống văn hóa mới, giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn. Tại đây, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo đại diện các cơ quan trung ương, lãnh đạo tỉnh Sa Lai đã tặng nhiều phần quà động viên tinh thần cán bộ và nhân dân làng Sa Neng.